Ngày 23 tháng 7, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang lấy lời khai đối với Lê Thanh Dầu, 54 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, để xử lý hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Lê Thanh Dầu đang thi hành bản án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sáng 22 tháng 7, trong lúc đi lao động tại trại giam, Dầu đã lén trộm một xe máy, nón bảo hiểm và áo khoác tại khu nhà ở cán bộ, rồi trốn về phường An Phú, thành phố Thuận An đối tượng sau đó gặp vợ là bà v để xin tiền nhưng bà v không cho nên bỏ đi lang thang ngoài đường thì bị các trinh sát bắt giữ hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao lê thanh dầu cho trại giam an phước xử lý theo quy định